Chào mừng các bạn đến với bản tin của Vietnam World, nơi cập nhật những thông tin nóng cần quan tâm với những góc nhìn và nhận định tạm thời nhanh chóng được chuyển tới các bạn. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng ta sẽ cập nhật 3 thông tin về hãng xe điện VinFast. Đầu tiên là thông tin về việc công ty GSM cho ra mắt nền tảng mới, chính thức tuyên chiến với Grab và Gojek. Thứ hai là tin VinFast sẽ mở rộng thêm 2 thị trường tại Đông Nam Á sau Indonesia và Thái Lan. Và thông tin cuối, chúng ta sẽ cùng xác định địa điểm mà VinFast chuẩn bị động thổ xây dựng nhà máy tại Indonesia trong năm 2024 này. Và sau đây là những thông tin chi tiết. Hà Nội ngày 6 tháng 3 năm 2024, GSM công bố ra mắt nền tảng kinh doanh chia sẻ xanh SM Platform dành riêng cho ô tô điện VinFast. Đây là bước ngoặt chiến lược sau đúng một năm thành lập, đưa GSM từ một doanh nghiệp vận tải trở thành một công ty công nghệ cung cấp nền tảng đa dịch vụ thuần điện đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội sinh lời hấp dẫn cho các chủ xe điện VinFast. Đây là nền tảng do GSM phát triển nhằm kết nối các chủ xe VinFast có nhu cầu cung cấp dịch vụ vận tải tới khách hàng. Theo đó, kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2024, các chủ xe điện VinFast trên toàn quốc có thể đăng ký trở thành đối tác kinh doanh dịch vụ vận tải của Xanh SM, bao gồm cả các địa phương Xanh SM chưa trực tiếp hiện diện. Sau khi đăng ký thành công, các đối tác tài xế sẽ được đào tạo về kỹ năng, nghiệp vụ và các tiêu chuẩn dịch vụ của Xanh SM để đảm bảo đồng bộ về chất lượng dịch vụ 5 sao giữa Xanh SM Taxi và Xanh SM Platform. Bên cạnh cơ hội tiếp cận ngay với hàng triệu khách hàng của GSM, các chủ xe điện VinFast còn được hưởng cơ chế chia sẻ doanh thu cạnh tranh vượt trội. Cụ thể, tham gia Xanh SM Platform trong năm 2024, các chủ xe sẽ được hưởng mức chia sẻ doanh thu tốt nhất thị trường hiện nay lên tới 80%. Kể từ khi chính thức đi vào hoạt động vào ngày 14 tháng 4 năm 2023, trong suốt một năm qua, dù sinh sau đẻ muộn, nhưng đến nay GSM cũng đã có những dấu ấn nhất định trên thị trường. Theo đó, hãng taxi điện này đã có mặt tại 29 tỉnh thành, phục vụ hơn 40 triệu lượt hành khách tại Việt Nam. Bên cạnh việc trực tiếp vận hành dưới tên thương hiệu Xanh SM, GSM cũng hợp tác với các doanh nghiệp vận tải cung cấp dịch vụ di chuyển xanh tới đông đảo người dân. Tháng 11 năm 2023, GSM đã mở rộng ra thị trường nước ngoài đầu tiên là Lào và đã nhận được sự ủng hộ của người dân tại đây. Theo kế hoạch, Indonesia, Philippines sẽ là các thị trường tiếp theo trong chiến lược mở rộng 9 thị trường quốc tế của hãng đến năm 2025. Tại Indonesia, GSM thậm chí còn đưa ra mục tiêu sẽ đầu tư 900 triệu đô la Mỹ vào đất nước này. Cuộc chiến với các hãng xe công nghệ nước ngoài. Theo đó, đầu tiên, GSM ban đầu hoạt động theo mô hình một hãng taxi truyền thống nhưng ứng dụng công nghệ, tự xây dựng cho mình một đội xe hùng hậu, bao gồm cả ô tô lẫn xe máy. Tính đến hết năm 2023, GSM sở hữu lượng nhân sự lên tới 30.000 người, trong đó hơn 14.000 người là tài xế taxi. Dự kiến đội xe sẽ chạm mốc 30.000 ô tô điện và 60.000 xe máy điện trong một vài tháng tới. Ưu điểm của Xanh SM so với taxi truyền thống đó là việc cho ra mắt cả ứng dụng gọi xe giống như các hãng xe công nghệ. Còn trong cuộc chiến với những hãng xe công nghệ như Grab hay Gojek, GSM cũng tỏ ra sòng phẳng khi cung cấp không thiếu dịch vụ gì so với các đối thủ trên, như gọi xe ô tô, xe máy hay giao hàng. Nhưng một lợi thế của GSM so với các đối thủ là công ty có lượng xe sẵn cố định phục vụ, không phụ thuộc vào mức giá. Việc GSM cho ra mắt nền tảng mới có thể hiểu đây là một mô hình giống như Grab, Gojek hay Be đã đưa ra trước đó. Tuy nhiên, nó còn có thể tiếp cận đến nhiều tỉnh thành hơn, nơi mà các hãng xe này chưa góp mặt. Như vậy, chỉ sau hơn một năm đánh bại các ông lớn taxi truyền thống bằng số lượng xe hùng hậu của mình, GSM lập tức ra mắt nền tảng Xanh SM, dùng chính mô hình của các hãng taxi công nghệ để tấn công lại các hãng này. Đối với các hãng xe công nghệ nước ngoài như Grab hay Gojek đã xâm chiếm và làm mưa làm gió tại thị trường Việt Nam trong những năm gần đây, việc GSM đưa ra nền tảng mới với kỳ vọng giành lại thị phần, sân chơi về cho người Việt ngay trên sân nhà và hướng tới việc đánh bật những hãng xe nước ngoài này ra khỏi thị trường Việt Nam trong thời gian tới. Mới đây, nữ chủ tịch VinFast bà Lê Thị Thu Thủy đã có mặt và trao đổi tại một hội thảo do tờ Nikkei và tờ Financial Times tổ chức. Bà Thủy cho biết rằng hiện nay VinFast đang nỗ lực để xe điện của mình không chỉ phục vụ cá nhân mà còn là phương tiện công cộng điện hóa để các thành phố trở nên thân thiện hơn với môi trường. VinFast ngoài sản xuất các mẫu xe ô tô, xe máy điện và sắp tới cả xe đạp điện thì còn có cả hàng trăm chiếc xe buýt điện đang phục vụ hệ thống giao thông công cộng tại Việt Nam. Bà Lê Thị Thu Thủy phát biểu: "Chúng tôi đã giúp đưa vận tải công cộng thân thiện với môi trường tới cả với những người chưa bao giờ sử dụng nó.
nhiệm vụ của chúng tôi là giúp xe điện dễ tiếp cận hơn với mọi người và tiến gần hơn tới tương lai di chuyển xanh. Cũng theo bà Thủy, VinFast hiện đang đặt mục tiêu có mặt tại 50 thị trường nước ngoài trên thế giới tới cuối năm 2024. Trong kế hoạch sắp tới, các thị trường như Philippines, Malaysia, Thái Lan hay Ấn Độ đều nằm trong tầm ngắm của VinFast. Bà Thủy cho biết năm nay là năm chúng tôi tiến ra thế giới. Tại khu vực Đông Nam Á nói riêng, Indonesia là thị trường mới nhất mà VinFast chính thức gia nhập. Thị trường xe điện tại khu vực Đông Nam Á vẫn đang phát triển. Dù chỉ chiếm chưa đầy 2% tổng doanh số xe điện trên toàn thế giới, nhưng doanh số xe điện tại các nước như Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Philippines hay Singapore đang tăng mạnh. Theo các nhà quan sát, giá trị trong ngành kinh doanh xe điện tại Đông Nam Á dự kiến vào năm 2035 sẽ có quy mô thị trường trong khoảng từ 80 tỷ đô la Mỹ đến 100 tỷ đô la Mỹ. Cùng góc nhìn, chủ tịch Nissan Motor khu vực Đông Nam Á, Isao Sekiguchi cho rằng trong bối cảnh xe điện đã thay đổi trong một vài năm qua tại các thị trường mới nổi như Thái Lan, Philippines hay Indonesia, chính phủ các nước đang thúc đẩy điện hóa giao thông bằng các chính sách hỗ trợ giúp xe điện dễ tiếp cận hơn. Tuy nhiên, cũng theo ông, thì vẫn còn đó những thách thức mà ngành công nghiệp xe cần phải vượt qua như độ chín của thị trường, về giá điện và giá xây dựng cơ sở hạ tầng chạm sạc. Ông cho biết, chúng tôi nhận thấy tốc độ tăng trưởng và bối cảnh cạnh tranh khác nhau tại từng thị trường. Vị trí nhà máy VinFast chuẩn bị động thổ tại Indonesia trong năm 2024. Sau sự ra mắt thành công tại thị trường Indonesia trong triển lãm Indonesia International Motor Show IIMS 2024, thì trong năm nay VinFast cũng sẽ động thổ nhà máy sản xuất xe điện tại quốc gia Đông Nam Á này. Và đây sẽ là nhà máy thứ 3 của VinFast tại nước ngoài, sau nhà máy tại Bắc Carolina, Mỹ và nhà máy tại Tamil Nadu, Ấn Độ. Cụ thể, VinFast sẽ đầu tư 1,2 tỷ đô vào Indonesia trong dài hạn. Khoản đầu tư bao gồm 150 triệu đến 200 triệu đô cho một cơ sở sản xuất tại Indonesia. Dự định vị trí xây dựng nhà máy sẽ ở Bekasi, tỉnh Tây Java, Indonesia. Nhà máy có diện tích khoảng 200 hectare với công suất từ 30.000 đến 50.000 xe trên năm và dự kiến sẽ đi vào vận hành từ năm 2026. Nhà máy tại Indonesia sẽ chuyên sản xuất xe điện tay lái nghịch, vừa phục vụ cho nhu cầu nội địa, vừa xuất khẩu sang các quốc gia tay lái nghịch khác trong khu vực như Thái Lan hay Malaysia. Câu hỏi đặt ra là, tại sao VinFast lại chọn Indonesia là địa điểm đặt nhà máy tại Đông Nam Á mà không phải là một thị trường nào khác? Thị trường tiềm năng phù hợp cho xe điện VinFast. Indonesia là quốc gia có dân số lớn thứ tư trên thế giới với gần 300 triệu người, có quy mô kinh tế đứng thứ 6 thế giới và đứng đầu Đông Nam Á. Xét về góc độ kinh doanh, đây là thị trường mà bất cứ hãng xe nào đều muốn gia nhập. Trong khi đó, thị trường xe điện tại quốc gia này vẫn trong giai đoạn khá hoang sơ, nhưng được đánh giá là cực kỳ tiềm năng với khả năng tăng trưởng nhiều con số mỗi năm. Chính phủ Indonesia cũng đang thúc đẩy mạnh mẽ để phát triển xe điện cho mục đích sử dụng hàng ngày, bằng cách công bố khoản trợ giá lên đến 10% cho người mua xe điện trong giai đoạn này. Một yếu tố quan trọng tạo cơ hội cho VinFast cạnh tranh tại thị trường này là hiện tại, dù đã có một số thương hiệu gia nhập thị trường trước, nhưng chỉ có hai cái tên chiếm lĩnh thị phần lớn tại đây là Wuling và Hyundai. Theo số liệu năm 2022, Wuling Motor chiếm 75% thị phần xe điện của Indonesia, tiếp đến là Hyundai với 20% và Toyota với 1,4%. Địa điểm lý tưởng để đặt nhà máy. Ngoài việc kinh doanh xe, khi so với một số trung tâm sản xuất xe khác trong khu vực như Thái Lan, Indonesia có một lợi thế vượt trội phù hợp với sản xuất xe điện, đó là trữ lượng khoáng sản, đặc biệt là lượng niken cực lớn tại đây, là kim loại quan trọng hàng đầu để sản xuất pin lithium ion cho xe điện. Theo số liệu của Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, Indonesia chính là quốc gia có trữ lượng niken lớn nhất trên thế giới với 21 triệu tấn, chiếm 22% trữ lượng toàn cầu, chiếm đến 39% sản lượng của toàn thế giới. Nắm giữ được nguyên liệu sản xuất pin được xem là một trong những chìa khóa để mở rộng hoạt động sản xuất xe điện, khi đây chính là linh kiện đắt nhất, chiếm đến 1/3 giá thành trên mỗi một chiếc xe điện. Bên cạnh đó là những chính sách thu hút các hãng xe điện. Indonesia trong những năm gần đây đã rất tích cực thu hút đầu tư từ các nhà sản xuất xe điện thông qua nhiều biện pháp khác nhau, như chính sách miễn thuế nhập khẩu đối với các linh kiện và nguyên liệu thô. Ngoài ra, các hãng sản xuất xe điện cũng được giảm thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng. Bộ trưởng Công nghiệp nước này cho hay, chính phủ đang xem xét loại bỏ thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp đầu tư vào các nhà máy xe điện tại Indonesia. Tất cả những thuận lợi trên cho thấy không ở đâu khác ngoài Indonesia,
phù hợp hơn cho VinFast đặt nhà máy sản xuất xe điện tại khu vực Đông Nam Á. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin ngày hôm nay. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin sau.